Chào các bạn buổi sáng. Lại là Rick Phạm Cali. Bầu trời Cali, hoa Nam Cali. Hôm nay âm u, có nhiều mây mù mù, cho nên bầu trời không có nắng. Ngày hôm nay nhiệt độ ở 67 độ F, miền Nam Cali. Không khí mát ngát dễ chịu. Bài video hôm nay mình muốn dẫn đến cho các bạn với chủ đề là về xe Tesla. Nếu các bạn là fan của Tesla hay là fan của Elon Musk thì đây là một video thật sự đáng được chú ý. Phó giám đốc kỹ thuật xe của Tesla trên Model 3 Highland mới. Họ mới ra cái loại cái họ mới nâng cấp cái Model 3 này, nên họ đặt thêm cái tên là Model 3 Highland. Và mới, tất cả giống như một tác phẩm nghệ thuật. Lord Moravi gần đây đã xuất hiện trong một cái video thảo luận về Model 3 Highland mới của công ty. Thì cái ông phó giám đốc về kỹ thuật của Tesla là ông là Moravi. Ông này là hiện đang ở tại Thượng Hải ở Trung Quốc. Ông là phó giám đốc kỹ thuật viên về Tesla ở bên Trung Quốc á. Ông Moravi đã nói về những cải tiến của chiếc xe và vai trò quan trọng của đội ngũ kỹ thuật của Tesla tại Trung Quốc trong quá trình phát triển của nó. Ông nói là tất cả đều hơi giống tác phẩm nghệ thuật. Ông nói nghe đã không? Tôi cực kỳ vui mừng khi có được một cái mới. Tại sao bạn lại không muốn điều đó? Ông Moravi ông nói như vậy. Ông đang thử nghiệm nhiều khía cạnh khác nhau của Model 3 mới. Mục tiêu chính của họ là nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Model 3 được thiết kế để thực hiện những bài học kinh nghiệm sau 6 năm qua. Cái Model 3 này là họ đã ra đời 6 năm rồi. Bây giờ họ đang nâng cấp lên một cái kỹ thuật mới, cho nên ổng mô tả cái này giống như là một tác phẩm nghệ thuật, cho nên mình không biết nó làm sao cả. Thì ổng nói giống một tác phẩm nghệ thuật thì theo cái ý của dòng xe điện á. Cái Model 3 cập nhật đánh dấu sự ra mắt của đội ngũ kỹ sư Tesla ở Trung Quốc. Vì phương tiện này phần lớn được phát triển ở Trung Quốc. Thành tích này đáng chú ý nhờ các tiêu chuẩn cao do Model 3 ban đầu đã đặt ra. Ông kêu nhờ cái tiêu chuẩn đặt ra cao cho nên cái chiếc xe Tesla mà Model 3 Highland này á, nó sẽ có những cái khác biệt so với những cái model cũ, mà ông ví giống như là một tác phẩm nghệ thuật, không biết có nổ banh tà lông hay không, nhưng mà ông ví như một tác phẩm nghệ thuật. Thì cũng đúng thôi, là vì bị cạnh tranh dữ quá, những chiếc xe của Trung Quốc họ làm á, tuy không có tốt bằng nhưng mà nó rất đẹp, nó rất màu mè, nó rất là kiểu cách. Cho nên nhìn chiếc xe của điện của Trung Quốc nó sang trọng, nhìn nó đẹp lắm vì nó ăn cắp mấy mẫu design của xe xe như Rolls Royce, xe mấy xe hiệu á, nó nhá 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 như vậy đó, cho nên nó làm cũng đẹp lắm. Tuy là cái động cơ với lại những cái kỹ thuật về điện nó không bằng thôi, cho nên Tesla cũng bị cạnh tranh, bị ảnh hưởng bởi vì nó đẹp, cho nên nhiều người họ thích đẹp, còn về kỹ thuật họ không có rành, họ không có rõ, họ không có rành, cho nên họ đua qua họ mua xe của Trung Quốc. Rồi á, bây giờ buộc Tesla phải cải thiện cái cải cách lại cái cách tư duy của họ về cái người Á Đông, thì buộc là họ phải sửa đổi lại như một tác phẩm nghệ thuật. Động cơ rồi nói rồi những cái ấy, nhưng mà mẫu mã ở ngoài nhìn xấu quá thì họ cũng chán đó, không có gì để khè với bạn bè hết đó. Cho nên Tesla bán chạy hơn đối thủ về doanh số xe điện. Tesla đang dẫn trước các đối thủ cạnh tranh rất nhiều.
Công ty đã bán được nhiều xe hơn tổng doanh số bán hàng của các nhà sản xuất ô tô cạnh tranh trong lĩnh vực xe điện. Thì bây giờ trong cái quý này, quý 3 này thì bắt đầu xe của Tesla bắt đầu chiếm lại thị trường, giật lại thị trường của mấy dòng xe điện của Trung Quốc. Là nguyên nhân sao? Là vì họ ra cái dòng xe mới này nè, nó ngầu hơn, rồi nó lại là rẻ nữa, giá thành nó rẻ nữa. Cái đó là cái yếu tố quyết định để mà giành giật thị trường. Họ chỉ tính trên cái doanh số bán ra thôi, bao nhiêu chiếc xe một năm và bao nhiêu chiếc xe một quý đó. Thì bây giờ cái Tesla phải bán tính sao mà giá cái sản lượng xe bán ra nhiều hơn mấy cái dòng xe khác là chiến thắng nó vậy đó. Theo báo cáo, Tesla đã đạt doanh thu 325.291 xe tại Mỹ sau 6 tháng đầu năm 2023. Để so sánh, Tesla có tổng cộng 19 đối thủ cạnh tranh, bao gồm những cái dòng xe đứng đầu là General Motors, Ford, Rivian là tại Mỹ. Còn mấy họ không có nói những cái dòng xe cạnh tranh ở nước khác, chỉ nói ở Mỹ thôi. Thì tại Mỹ thì họ đã bán 325.000 xe, rồi hơn hơn 325.000. Còn trong cái lúc đó, các dòng xe khác đó, họ chỉ bán được là 214.542 xe trong cùng thời gian. Trong một cái cùng thời gian như vậy thì các dòng xe khác tổng cộng họ bán được có 214.542 chiếc thôi. Thì so ra với VinFast chỉ mới ở Mỹ thôi là đã 325.291 chiếc rồi. Đó, nó đã vượt trội rồi. Còn huống hồ như là khắp thế giới cộng lại thì họ còn nhiều nữa. Đó. Sự thống trị của xe Tesla trong lĩnh vực xe điện á, là do nhiều yếu tố, một số trong đó bao gồm công nghệ tiên tiến, hệ thống pin tiên tiến, mạng lưới siêu tăng áp mở rộng, khả năng sản xuất hàng đầu và việc tái tổ chức thương hiệu. Ngoài ra, Tesla tự hào có tỷ suất lợi nhuận dẫn đầu ngành, cho phép hãng cực vận dụng giá cả để bán được nhiều xe hơn và duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực xe điện. Đó, Tesla rồi giờ tuyên bố là như vậy. Ai là fan của Tesla bây giờ là vui rồi đúng không? Cổ phiếu Tesla bắt đầu đang chui lên lại sau những ngày tháng mà bị đình công. Mới đầu bị đình công thì Tesla bị khủng hoảng nha, nên theo cổ phiếu rớt xuống mấy chục đô luôn. Thì sau khi mà cuộc đình công đó, nó chỉ ảnh hưởng đến mấy dòng xe xăng thôi, giống như Ford, General Motors á, do quá trình họ chuyển đổi từ xe xăng qua xe xăng xe điện á, thì họ chi phí nhiều mà gặp bị đình công nữa, cho nên mấy xe đó mới bị thiệt hại. Còn đối với xe điện thì nó không xi nhê gì hết đó. Đối với xe điện của Tesla với VinFast là nó không ảnh hưởng, cho nên á, cổ phiếu của họ bắt đầu chui lên đó. Còn mấy ông thần kia là đang là ngồi chơi thôi đó. Cuộc đình công đang diễn ra của United Auto Worker có thể sẽ làm tăng chi phí lao động cho General Motors, Ford, Stellantis. Điều này ngụ ý rằng Tesla sẽ có thêm dư địa để hạ giá trung bình hơn nữa và bán được nhiều xe hơn nữa đó. Mấy anh chàng kia bị khủng hoảng vì cuộc đình công, trong lúc đó Tesla tàn tàn bán xe ra đó. Ảnh là coi ảnh thiên thời địa lợi, ảnh hốt hết đó, cái gì anh cũng trúng hết á. Ông Elon Musk ông lucky lắm, ông may mắn lắm. Tesla là mua bán hay là giữ lại, mà câu hỏi đặt ra về cổ phiếu của Tesla đó. Các nhà phân tích phố Wall lạc quan về triển vọng dài hạn của Tesla. Hơn nữa, các đối thủ cạnh tranh của nó đang phải vật lộn với chi phí cao hơn và khối lượng thấp hơn, khiến họ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với sự thống trị của Tesla. Đó, mấy anh kia bị đình công rồi, cái mức độ mà sản xuất xe ra nó cũng ít, nó không có mạnh, nó không có nhiều, cho nên họ không có đủ sức để cạnh tranh với các Tesla. Cho nên Tesla là có tiềm năng về lâu về dài. Nói chung ông Elon Musk ông quá giỏi đi, ông cũng như là phải nói là ông là một thiên tài.
ổng vừa kinh doanh về hàng không vũ trụ, ổng kinh doanh về xe điện, ổng kinh doanh về trí tạo, tuệ nhân tạo, ổng kinh doanh về mà cấy chip vào trong não, rồi ổng làm mà những con đường hầm xe chạy tốc độ nhanh, đủ thứ hết, ổng làm nhiều, là công ty nó nhiều chi nhánh lắm, mà công ty nào chi nhánh nào cũng là thứ dữ hết á, chứ không có cái loại mà trung bình đó. Ổng làm những cái mà vượt trội trên thế giới chứ không phải là những cái mới mẻ nhất đó. Cho nên việc công đầu tư cổ phiếu vào Tesla thì yên tâm, không có bị mất nhiều. Tăng lên thì có chứ không có giả giảm xuống thì ít, rồi thời gian nó cũng chui đầu lên lại. Cổ phiếu Tesla đã tăng hơn 95% từ đầu năm đến nay, trong khi đó giá trung bình của cổ phiếu Tesla là 272 đồng 71 đô, là mức ở giữa trung bình của nó đó. Cho nên nó tăng giảm gì không biết, cái mức này là cái bài báo này nó nói cái giá mà 272 đô cho 273 đô đi một cổ phiếu là trung bình thôi đó, mình canh cái điểm này giảm xuống một chút mình mua vô là ok đó, nếu mà nó hạ xuống một chút mình mua vô là ok, rồi nó tăng cao hơn nữa thì càng tốt, mà căng ngang đây mình bán ra cũng vừa rồi, coi như đừng có tham lam quá, thấy bấy nhiêu đủ là đủ, nếu mình cảm thấy đủ rồi thì mình bán ra kiếm một chút lời rồi chờ nó hạ xuống mình mua vô đó, còn đừng có ham quá, đến khi nó rớt xuống cái là hụt hẫng, là mất sạch, không phải là mất sạch mà là bị lỗ, là mình không có lời đó, cho nên cứ lời chút chút được, để chờ nó xuống mình mua, mua lên chút mình bán, rồi chờ nó xuống chút mình mua vô lên nó bán thì nó có chắc ăn hơn là mình cứ để chỗ lên cao mình thấy nó lên 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 mình bán mình tiếc, thì chính vì mình bán tiếc khi nó rớt xuống cái mình bán không kịp cái là mình lỗ 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 nó vậy đó, là mình ít lời lại. Cái điểm thứ hai mà fan hâm mộ của Tesla, của Elon Musk ấy, fan hâm mộ của Elon Musk ấy, cũng phải thích thú là khi lúc mà SpaceX đã được trao hợp đồng của chính phủ, đầu tiên được xác nhận cho chi nhánh Starshield của mạng Internet vệ tinh Starlink, một phát ngôn viên của lực lượng không gian Hoa Kỳ nói với CNBC vào ngày 27 tháng 9, hợp đồng quy định rằng SpaceX sẽ được cấp 15 triệu đô trước ngày 30 tháng 9 để cung cấp dịch vụ hỗ trợ các đối tác sứ mệnh trên khắp các chi nhánh của Bộ Quốc phòng. Đó, bây giờ là sau khi mà ổng quậy cái trận Ukraine náo động Quốc hội Mỹ rồi, bây giờ bắt đầu ngồi nghiên cứu lại. Đẩy mấy ổng một phát là mấy ổng hoảng. Cho nên bây giờ cái hệ thống Starlink của Elon Musk nó quá siêu đẳng rồi. Cho nên Bộ Quốc phòng của Mỹ cũng thấy là tiềm năng rất là ghê gớm, cho nên họ phải ký hợp đồng với SpaceX để mà được cung cấp cái mạng Internet. À, người phát ngôn của lực lượng không gian Anne Stefanik cho biết hợp đồng SpaceX cung cấp dịch vụ đầu cuối Starshell thông qua chòm sao Starlink, thiết bị đầu cuối người dùng, thiết bị phụ trợ quản lý mạng và các dịch vụ liên quan khác. Đó, chứ họ chỉ cái này mà dịch vụ đầu cuối là có nghĩa là chỉ phát ra thôi, giống như là phát sóng thôi, họ mua cái tần sóng nào đó của Starlink thôi, chứ không phải mua nguyên cả cái máy, không có, họ chỉ mua cái gọi là đầu cuối, cái là đầu cuối nghĩa là cái điểm phát ra thôi, họ mua cái tần sóng, nói nôm na là họ mua cái tần sóng đó, cái tần sóng nó chỉ dành riêng cho Bộ Quốc phòng thôi, không có dùng cho ai hết đó. SpaceX lần đầu tiên công bố Starshield vào tháng 12 năm ngoái như một sự mở rộng mạng lưới Starlink dành riêng cho mục đích sử dụng của chính phủ và quân đội. Theo trang web của SpaceX, chương trình này tập trung vào quan sát trái đất, liên lạc toàn cầu và tải trọng được lưu trữ, đồng thời tự hào có các biện pháp bảo mật nâng cao để bảo vệ và xử lý dữ liệu một cách an toàn. Đó, mấy cái này nó ghê gớm lắm, Liên Xô phá nó phá không được, Liên Xô tức lắm, Nga
Nga tức lắm, Nga muốn phá sóng nó nhưng mà phá không được, bị Ukraine này tấn công te tua luôn. Công ty thám hiểm không gian đã được trao một hợp đồng kéo dài 1 năm cho Starseal với giá trị tối đa là 70 triệu đô vào ngày 1 tháng 9. Đó là coi như trong cái bản hợp đồng này á, là maximum sử dụng á, tiêu tốn á, là 70 triệu đô trong vòng có 1 năm thôi á. 1 năm là phải chi ra đến 70 triệu đô tổng cộng. Starlink cần phải là một mạng quân sự dân sự, không phải là một người tham gia chiến đấu. Đó, đọc lại câu này hơi cà lăm. Starlink cần phải là một mạng dân sự, không phải là một người tham gia chiến đấu. Ông Elon Musk ông nói là như vậy. Ông nói cái mạng Starlink của ông chủ yếu ông chế ra là để cung cấp dịch vụ cho người dân thôi, cho dân sự thôi, không có cho quân sự. Ông không có nghĩ đến cái chuyện của làm việc cho quân sự. Cho nên ông nói cái này không phải là để tà làm đồ cho bên 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 nhà binh, bên bên quân đội. Starseal sẽ thuộc sở hữu của chính phủ Hoa Kỳ và do lực lượng không gian DOD kiểm soát. Đây là thứ tự đúng đắn. Ông nói bây giờ cái khoảng mảng đầu cuối phát ra này là ông giao luôn cho bên quân đội kiểm soát cái này, coi như ông không muốn dính dáng tới. Ông bán cái dịch vụ cung cấp đó rồi bao nhiêu cái sự kiểm soát gì ở đó ông giao luôn cho, giống như bán đứt luôn cho bên 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 quân đội gì đó, nhưng mà chỉ có 1 năm thôi, còn năm sau mà muốn nữa thì trả tiền tiếp là 70 triệu đô trong 1 năm đó. Thì Elon Musk và SpaceX đã bắt đầu cung cấp quyền truy cập Internet Starlink cho chính phủ Ukraine ngay sau khi nhập cuộc xâm lược bắt đầu. Nhưng khi biết quân đội Ukraine đang có ý định tấn công hạm đội hải quân Nga ở Crimea, ông đã từ chối kích hoạt hàng loạt vệ tinh, nhờ đó ngăn chặn cuộc tấn công diễn ra. Là vì ổng nói là lý do vì sao mà ổng ngắt cái internet của Ukraine là bởi vì Ukraine dùng internet dân sự để áp dụng vào quân sự để đi đánh gây hại hai bên, cho nên ổng không phải mục tiêu của ổng phát triển. Mục tiêu ổng phát triển là chỉ để cung cấp dân sự thôi, về phát triển về công nghệ này nọ thôi, chứ dùng internet dùng coi nhạc coi phim này đó, chứ không phải dùng để tấn công người khác, không để dùng để giết người, hoặc là không dùng trong quân đội. Nói chung nôm na là không được dùng trong quân đội nên ông ngắt đó. Chính vì vậy mà Bộ Quốc phòng của Mỹ phải đứng ra nhờ ổng nối lại và bây giờ ký hợp đồng nguyên năm luôn để ổng khỏi làm rắc rối. Thì cái Bộ Quốc phòng của Mỹ sẽ chuyển cái sóng đó cho bên Ukraine sử dụng, cho nên không liên quan gì đến ông Elon Musk nữa. Cho nên Nga sẽ không còn ghim cái mối hận thù tìm cách giết ông Elon Musk nữa, là vì ổng dính dáng, ổng chỉ làm dân sự thôi, ổng dính dáng gì đến quân sự rồi đó. Dính dáng đến quân sự là vì do mấy người sử dụng họ dùng thôi, chứ không phải ý của ổng là như vậy. Cho nên ổng cắt đó, ổng chứng minh với Nga rằng là ổng không có dính dáng đó. Bây giờ quân đội Mỹ phải mua mua lại cái quyền đầu cuối đó, cái phần mà phát sóng cuối cùng á, thì mua cái khoản đó hàng năm để cho cung cấp cho quân đội Mỹ và quân đội Ukraine nó được an toàn hơn, không bị ngắt nửa chừng nữa. Musk tiếp tục hạn chế quyền truy cập Starlink tại nhiều điểm khác nhau dọc theo mặt trận. Ông cắt hết trơn. Nói chung là sóng dân sự là ông cắt hết rồi, ở bên Ukraine ông cắt. Còn lại là của bên quân sự bên Mỹ, bên quân đội Mỹ họ, bên quốc phòng Mỹ họ giải quyết cái việc đó. Họ không liên quan đến ổng nữa. Ổng nói ổng là chỉ làm cho dân sự thôi, phục vụ quốc gia thì phục vụ, nhưng không có phục vụ cho quân đội. Còn muốn thì mua đứt luôn, coi như ngắt riêng ra cái khoản đầu cuối đó, ngắt luôn cái mấy cái Starlink nào đó thì ổng giao hết cho bên quân đội quản lý luôn, nguyên 1 năm hết hợp đồng năm, chồng tiếp 70 triệu khác là rẻ đó. Còn ông kêu ông tốn hàng tỷ đô, là
nhưng mà cái hợp đồng 70 triệu là coi như cũng rẻ chứ không phải là mắc. Ông kêu trừ hồi lúc mà ông cung cấp cho bên quân đội của cho bên Ukraine là ông kêu ông sẽ tiêu tốn hết cả tỷ đô, là vì nếu mà bán internet cho dân sự thì họ trả hàng tháng, một tháng như ở Mỹ mình trả là phải 75 80 đô một 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 tháng là đó, vì biết bao nhiêu triệu người đó, là coi như một năm là ổng kiếm cả tỷ đô đó, nhưng mà giỡn. Cho nên ổng mới ngắt cái internet là vì phục vụ cho quân đội, nên ổng ngắt bên Ukraine, ổng cắt không có phát sóng ở đó. Cả một cái bản tin thứ ba nữa là nói về cái ông Elon Musk. Ông Elon Musk là giống như là một người hùng dành cho những kẻ di dân. Đó. Elon Musk dấn thân vào cuộc tranh luận về nhập cư Mỹ tại biên giới Texas, Mexico. Ổng không tài giỏi về mặt khác của lĩnh vực này, kinh doanh rồi, về khoa học kỹ thuật rồi, bây giờ ông lấn sân qua luôn cả mặt dân sự về diện di dân của Mỹ, ở Mexico qua Mỹ nữa. Cho nên bây giờ mới nói là ông Elon Musk ông bắt đầu ông quan tâm đến đời sống của người dân. Hơn nữa ở Mexico thì ở Texas đó có một cái công ty Gigafactory, là cái máy nhà máy sản xuất xe điện của ông nó nằm ở bên đó. Cho nên ổng cũng cần có nhiều nhân công làm việc nữa, mà Texas thì dân nó ít, sợ không đủ hay sao đó, nên ổng bắt đầu ổng xía qua bên chuyện dân sự. Nói chung mấy ông nội này làm việc gì cũng có lý do chứ không phải khơi khơi đâu, vì ổng là người nổi tiếng mà, ổng làm cái việc gì đó mà không trật đường rày cái là tiêu. Cho nên ổng nhúng thân vô cái chuyện mà di dân ở bên Mexico mà tràn qua Mỹ á, là một câu chuyện lớn. Ở Mỹ, ở Cali là dân Mỹ nhiều lắm, cho nên họ một cái gì đó không hợp ý họ họ sẽ biểu tình, họ làm tùm lum hết, cho nên không phải đơn giản. Cho nên bây giờ ông lấn sân qua việc dân sự. Tỷ phú Elon Musk đã tham gia vào cuộc tranh luận về nhập cư của Hoa Kỳ vào thứ năm, đến thăm biên giới Texas với Mexico để gặp gỡ các chính trị gia địa phương và cơ quan thực thi pháp luật, và có được cái nhìn ông gọi là cái nhìn không được trong sáng về về mặt tình hình. Cái mặt tình hình ở biên giới nó không có rõ ràng, không có minh bạch, không có trong sáng, ông nói là như vậy. Chuyến thăm của ông Musk diễn ra khi hàng nghìn người di cư đã mạo hiểm đến miền Bắc Mexico trong những ngày gần đây trên tàu chở hàng và trên xe buýt, sau đó vượt biên giới Hoa Kỳ đến Texas, Arizona và California. Trong bối cảnh lượng người xin tị nạn ở Hoa Kỳ ngày càng tăng cao đó, sự gia tăng mạnh mẽ đặc biệt là xung quanh San Diego, California và các thị trấn biên giới El Paso và Eagle Pass của Texas diễn ra sau một thời gian tạm lắng trước đó về các cuộc vượt biên trái phép sau chính sách tị nạn mới do chính quyền Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden áp đặt nhằm ngăn chặn hoạt động này. Cho nên sau cái lệnh mà giảm bớt người nhập cư thì họ lại càng tiến qua nhiều hơn nữa. Thì bây giờ biên giới của Texas cũng đang khủng hoảng, là vì không biết phải xử lý làm sao cho nó nhân đạo, bởi vì các những người mà được bầu lên làm thống đốc tiểu bang với lại những nhân viên của tiểu bang đều được do dân bầu, cho nên cái người di dân thì cũng rất là đông. Sau khi họ có quốc tịch thì họ bầu mày hứa hẹn với họ sẽ giải quyết cái vấn đề mà di dân này á, thì phải làm cho đúng, không thôi họ cũng sẽ phản đối, cho nên cũng là một cái khó. Cho vào nhiều quá thì cũng làm cho nước Mỹ nó rối loạn lên, rồi cái tiền trợ cấp an sinh xã hội nó nhiều lên thì những người dân ở đây họ làm bao nhiêu năm nay họ sẽ bị ảnh hưởng về cái an sinh xã hội, rồi về cái trộm cắp này nọ. Khi lúc mà di dân họ mới tới, họ nghèo họ đó, thì cái gọi là có cái tính chất từ cái vùng nghèo hay trộm cắp quen, là qua đây thấy đồ gì cũng đã hết, đâm ra cái tính trộm cắp.
Cho nên dù bán có được nhiều đồng, 2 đồng, 3 đồng, như đối với họ ở bên nước họ không có. Họ bán được vài ba đồng là họ thấy tiền quá trời nhiều rồi. Nhưng mà thật ra với số tiền nó xài ở Mỹ thì không bao nhiêu, nhưng mà gọi là nó nhiễm vào đầu rồi. Cho nên cái sự trộm cắp cướp giật sẽ xảy ra. Elon Musk thăm Eagle Pass, nơi đám đông người di cư trong nhiều ngày đã lội qua Rio Grande, gần một cây cầu đường sắt ở Eagle Pass, là coi như là dân họ lội qua con sông Rio Grande này á, gần cái cầu Eagle Pass. À, không hề nao núng trước những cuộn dây thép gai do lực lượng vệ binh quốc gia đặt dọc bờ sông. Vệ binh quốc gia họ giăng dây thép gai cuộn cuộn cuộn, họ khoanh khoanh giống như thời chiến ở bên Việt Nam mình á. Mấy cái đồn lính rồi họ giăng cái gai cuộn cuộn vòng tròn rồi đó, họ dọc dọc theo cái bờ sông Rio này, mà đâu phải một vòng đâu, hai ba vòng, bốn năm vòng vậy đó, từng lần lớp lớp vậy đó, để khó chui qua mấy cái dây thép gai này, nó móc gập người đó, móc áo móc quần với trúng này da là lủng thịt đó, đó. À, mặc áo phông ông Elon Musk đó. Ông Elon Musk là đâu rồi? Đúng rồi. Ông Elon Musk mặc áo phông đen, đội mũ cowboy đen và đeo kính râm kiểu phi công. Tả ông Musk giống như một dân thất sạch thứ thiệt. Musk kêu gọi cách tiếp cận theo hai hướng để sửa đổi luật nhập cư của Hoa Kỳ trong một video selfie là tự quay á. Video selfie là tự quay, cái video selfie tự quay được đăng lên nền tảng truyền thông xã hội Twitter. Ông đã mua vào tháng 4 năm ngoái đó, cái mạng truyền thông Twitter này là ông Elon Musk mua hồi tháng 4 năm 2022. Thì bây giờ ông đăng, ông tự quay cái hình ảnh của ông đăng lên trang trang tweet của ông á, để cho mọi người thấy là ông đang có mặt tại đó. Ông kêu gọi phê duyệt pháp lý nhanh chóng như một phần của hệ thống nhập cư hợp pháp được mở rộng đáng kể, nhằm chào đón những người di dân làm việc chăm chỉ và trung thực, đồng thời chấp nhận nhập cảnh đối với những người vi phạm pháp luật, đồng thời cấm nhập cảnh đối với những người vi phạm pháp luật. À, đó. Coi như ổng yêu cầu cái cán bộ địa phương đó thì nên mở rộng cái hệ thống nhập cư đi. Người nào mà tốt á, thì cho vào, còn những người mà có lý lịch mà trộm cắp cướp giật là tội phạm á, là không cho vào, là như vậy. Ổng yêu cầu những người mà làm luật ở đó, ở Texas á. Ông Musk nói chúng tôi muốn làm cả hai việc, giải quyết vấn đề nhập cư hợp pháp và ngăn chặn dòng người có quy mô lớn đến mức chúng tôi đang dẫn đến sự sụp đổ của các dịch vụ xã hội, đông quá không thể giải quyết được. Cho nên ổng mới khuyên chính quyền phải làm sao cho nhanh lên để giải quyết. Phần nào giữ lại thì cho giữ lại, phần nào không cho vào thì đuổi về cho nhanh, chứ đừng có để họ đứng cả đống bên bờ biên giới hàng ngàn người như vậy, năm ngày từ ngày qua tháng kia là không được. Ông Mết, một người gốc Nam Phi, ghi nhận tư cách là một người nhập cư vào Hoa Kỳ và tự gọi mình là người cực kỳ ủng hộ nhập cư đó. Ông nói ổng là người ủng hộ nhập cư, cho nên mọi người phải tin tưởng vào cái sự phán quyết của ổng. Ổng là một người có rất là ảnh hưởng đến các chính trị gia ở Mỹ, cho nên những điều ổng phán quyết đó đều đa số người ta họ nghe theo cái tiếng kêu gọi của ổng. Thì cái giọng nói của ổng phát ra một cái là rất là có sức mạnh. Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX Musk ngày càng can thiệp sâu hơn vào chính trường Mỹ. Ông đã tổ chức lễ phát động chiến dịch tranh cử tổng thống của Đảng Cộng hòa cho thống đốc Florida Ron DeSantis trên Twitter vào tháng 5, khiến dịch vụ này bị sập mạng, là cho người vô coi đông quá cho nên bị nghẽn mạng không có vô được đó. Là ổng chỉ cần giúp một người nào đó thôi là họ ùa nhau, cái fan hâm mộ của ổng ùa nhau vô coi.
Đầu tháng này, ông cho biết rằng ông đã từ chối yêu cầu của Ukraine sử dụng mạng vệ tinh Starlink của mình để hỗ trợ phòng thủ chống lại Nga và đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tuần trước, người đã thúc giục ông cân bằng việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận và chống lại lời nói căm thù trên Twitter, là trên mạng X. Ông Musk có nhiều mối quan tâm nho nhỏ đến nền kinh tế Texas. Nhà máy Gigafactor Texas của Tesla được đặt tại Austin và SpaceX vận hành một cơ sở thử nghiệm và bệ phóng lớn trên bờ biển vịnh Texas ở Boca Chica gần Brownsville. Đó là coi như là chính những cái này là động cơ khiến ông đến đó. Một phần thì ổng muốn kiếm thêm người để vô làm việc cho công ty của ổng nữa, chứ không phải là ổng tới đó là không có mục đích gì, nói nôm na là như vậy. Cái bài báo này là họ không nói rõ ra nhưng mà họ dẫn như là dẫn này là chứng tỏ ổng cũng vì là tìm thêm nhân công làm việc cho ổng vì Texas ít người. Sa mạc thì nhiều, hoang mạc thì nhiều nhưng mà người thì ít, cho nên mấy công ty của ổng ở đây toàn thứ dữ không à, nên cần thêm nhiều nhân công, cho nên mục đích của ổng là muốn nhập cư vô để có người làm việc. Nói nôm na là như vậy. Cái video hôm nay là kết thúc đến đây. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn vào cái video kế tiếp. Chúc các bạn một ngày thật là vui bên gia đình và trong công việc. Chào, bye bye.